Ừ, đúng rồi. Vì con gái mẹ là chiến binh mà. Một chiến binh dũng cảm phải không nào? Em đừng quá lo lắng. Cả nhà mình sẽ vượt qua kiếp nạn này. Anh đưa con về đi. Bấm chào mẹ đi. Con chào mẹ ạ. Chào con gái yêu. Anh về nhé. Quê. Anh làm cái gì đấy? Giữa lúc anh ta ôm em không bỏ bỏ ra. Việc đó liên quan gì đến anh? Em vẫn thấy mình chưa đủ ngu ngốc à? Hả? Bất hạnh một lần rồi vẫn chưa đủ à? Tôi sống như thế nào thì mặc kệ tôi, chả liên quan gì đến anh cả. Bảo à? Gì thế à đại ca? Muốn nói gì thì gọi trực tiếp. Nói qua em tam sao thất bại. Rồi rồi rồi. Anh bị hâm. Mày với ông Bảo nhà tao lại có chuyện gì? Làm gì có chuyện gì? Thế mày có biết ông ấy bảo tao nhắn mày cái gì không? Chịu, tao cũng không quan tâm đâu. Không quan tâm. Bảo sao giọng lão Tuần Lộc nhà tao nghe rất là đáng thương, rất là tội nghiệp. Anh trai tao bảo tao chuyển lời với mày là anh bảo tôn trọng quyền quyết định của mày, sẽ không bao giờ anh ấy làm phiền mày nữa. Anh ấy sẽ tránh xa mày đúng theo yêu cầu của mày. Như thế cũng tốt mà. Đây. Sáng mẹ đã ký và kiểm kê đâu vào đấy rồi đấy. Vâng ạ. Mà này, mấy hôm nay sao mẹ không thấy thằng Bảo đâu? Sao con biết được ạ? Không biết thì phải nhắn tin gọi điện. Nhỡ nó ốm thì sao? Liên quan gì đâu mẹ. Cái con này, mày cứ hắt ra như thế, nhỡ vài ba bữa nó có người khác rồi thì đứng đấy mà tiếc nhá.